ra chạy. Đó. Kêu. Kêu. Nhà rồi. Xong đã nhà. Tí nữa con sẽ có một cái con kéo nhá. Khi nào mẹ bảo được kéo thì kéo nhá. Ra lấy mũ, lấy xe đồ cho em. Khi câu con cá chim. Con cá chim trắng nước ngọt ấy, răng nó khá sắc. Thì mình nên dùng chọn cái loại lưỡi câu mà nó có cái gọng dài như này. Đấy. Chứ đừng dùng cái lưỡi câu ngắn như này thì nó dễ cắn vào dây. Thường là nó chỉ ăn đến đây thôi. Thế nhưng nếu ta chỉ có cái lưỡi câu này mà cũng nên nó cỡ này chứ đừng bé quá. Con nó ăn rất phụ. Nếu chỉ có cái lưỡi câu ngắn này thì ta sẽ nối cho nó một đoạn thép. Cái này nó bằng inox và nó không gì. Nắn càng tròn càng tốt. Cũng không nên để dài quá. Phải lấy một tí vỏ dây điện luồn vào đây để che cái đầu dây này đi cho nó khỏi vướng.
cái khoan để buộc dây ở đây. Cắt sát đi. Ta dùng một đoạn dây cỡ này đấy, để cho nó khó đứt, nếu chẳng may nó cứ cố cắn thì cũng ổn hơn. Cái dây này rất hiếm khi đứt, vì nếu có vào nó có cắn vào đây nó cũng hay dắt vào kẽ răng. Tôi nhiều lần bị nó cắn nhưng mà chưa lần nào đứt. Nhưng mà tốt nhất là như thế này. Kiểu thông thường này là chắc
Câu cá chim rất tốt. Còn lưỡi câu này thì mình chỉ đơn giản là buộc thế này thôi. Vậy là được rồi. Mồi cho cá chim. Ta chỉ việc cắt nó ra thôi. Như thế này ta có thể chia làm hai miếng. Thế nhưng mà bỏ bớt cái này đi. Và mỗi một miếng mồi chắc chắn phải có cái da cá này. Đấy. Cái da này rất quan trọng. Nó rất dai, làm cho cá con nó không thể giằng ra được. Đấy. Mà cá to thì chỉ có cách nuốt cả, cắn cả. Nếu cá nhỏ thì bạn cắt cái miếng mồi bé nữa. Đấy. Cá lớn thì có thể như thế này là tốt rồi, nhưng mà cá nhỏ thì bạn còn có thể cắt đôi rồi.
thủng được cái da con cá cũng khó thế này, nó rất dai. Cái lưỡi câu phải thò ra ngoài nhé, nhớ này. Cái phần lưỡi câu phải thò ra ngoài nó mới dễ đóng con cá này. Cái miếng mồi móc là phải như thế, đều phải đưa cái đầu lưỡi câu ra ngoài sẵn như này. Với những cá săn mồi đều đều phải câu như vậy, giấu lưỡi đi là trượt. Đấy. Nó phải thế này, nhớ là phải có cái da này, cái da nó cực kỳ dai, cái móc cũng khó, chứ đừng nói là cá con không thể giật. Còn cái này thì cũng để câu được nhưng mà rất dễ mất mồi, cá con ăn được ngay. Ném vào mặt xuống đặt xuống.